Premium 2023. Giá xe là 65.000 chi chắc. Wow. Xe này là 8 máy. 301 horsepower. Ok. Còn cái wheel này bao nhiêu inch? Cái wheel này là 19 inch. À, cái wheel này 19 inch. Tự hơn cái kia, cái à. Rồi chiếc xe này bao nhiêu hàng ghế vậy anh? À, cái này là 3 hàng ghế. À. 3 hàng ghế là 3 hàng ghế. À ha. Dạ. Chứ hai hai người một hàng ghế là hai người. À ha. À. Thì cái này nãy anh nói là mua mấy 65.900 mà mua khoảng 1 tháng mấy được không? À, mua 1 tháng. Cái chữ gần không chưa cộng thuế đó. À. Chưa cộng thuế. Yeah. À. Chiếc này là chiếc CX400 Ok. Rồi để anh bạn anh Thắng mở cửa ra cho cả nhà xem. Đó. À, thì cái này là ở bên trong xe nha cả nhà. Đó. Đó thì cả nhà đừng thấy ở đây là toàn bộ là ghế da hết và 7 chỗ. 3 hàng ghế. À. Cái cuối cùng thì nó xài power, mình bấm power đi lên. À. Thì anh có thể nói chi tiết ở trong này cái gì cho cái nhà nghe được không? Và mở máy cho cái nhà xem. Ok. Nó như thế nào? Máy bắt đầu bật máy ha. Ừ. Ok thì xe em thấy là khi mà mình mở máy á thì cái tay lái nó đưa ra đúng cái đó. Đây là cái setup của mình setup cho cái mỗi người khác nhau, mình bấm thì nó theo cái người đó lên là nó set cho mình sẵn luôn. À. Rồi trong cái navigation này á, là nó có setup về nhạc rồi nó có đầy đủ hết thì nó có thì GPS có nếu mà mình cắm trực tiếp cái dây vô thì cái phone mình nó vô hết luôn giống như là nguyên cái gọi nó gọi là Apple Play nó hiện mấy cái app ở trong cái phone mình lên đây mình xài nó dễ hơn. Rồi chiếc xe này cái ghế có massage không vậy hay là không, chưa ghế này thì không có massage, ghế này nó chỉ có hâm nóng thôi chứ massage hâm nóng. Thì cái sự điều khiển đồ kia là mình cái điều khiển ở đây phải không? Touch screen cho xe điều cho mấy cái cần á. À ha. Dạ. Thì anh nói lại chiếc này là four wheel drive. Nếu mà mình muốn nhanh á thì bấm vô cái H4 mình chậm xuống thì L4. Vô cái dash này là cái xuống lên dốc đó là mình bấm vô cho nó lên từ từ chạy xe nó an toàn. Còn top low trong này á mình có thể mình đổi màu hay là cái gì? Có cái này có thể đổi màu được có. Nó có hai mình đổi màu theo ý mình được. À đổi theo ý mình được. Thì cái xe này thì công suất cái dàn loa trong đây là 385W. 385W hay hiểu vậy. 17 cái loa tất cả. À. Cái này là sunroof. À. Thì cái này là hàng ghế sao nãy anh hàng ghế thứ nhất. Còn cái này là cái chỉ để đựng đồ. Mình có phải mở cái này ra cái làm này, đôi không? Cái này nó chỉ kéo lên cho cái dài để mình để tay thôi. À ok. Còn hàng ghế thứ nhì đây, còn hàng ghế thứ ba thì không có chở nên gập nó xuống. Xe này rộng ghê nha, cao. Rồi chiếc này nó có cái kính mình coi làm sao không? Ví dụ có camera. Có sensor hết. Thí dụ như là mình đi thì xe nào đi gần nó báo lên cái kính. À ok. Nó báo lên đằng sau, xe hay đến tới thì nó báo đây là sắp đụng nó cho mình nghe. À nó có sensor nó báo cho mình biết. À ok rồi đi ra ghế đằng sau anh cho coi ghế đằng sau thử. Cái hàng ghế này là mình chỉ hàng thứ ba thì gập xuống rồi, hàng thứ ba thì gập đồ nên không có dựng lên được. À hả? Thường thường á cái băng này là mình là hai người ngồi, hai có người. Cái băng người một dài ba người ngồi không? Nó có cái loại luxury nữa, loại trên loại này nữa là nó thêm một chỗ ngay đây nữa. À. Nó có ba người ngồi á.
À. Cái này thì hai thôi. Cái này thì hai thôi. Cái này là cái đời nó ở giữa thôi. À đời giữa. Ừ. Rồi máy lạnh rồi ở trên ha. Nó cũng có cái máy lạnh là cái nhà đương. Rồi anh mở cái trăng sao coi thử. Wow, rộng lớn vậy. Hai cái ghế thì nằm dưới cái đồ bấm như này đây. À, tức là hàng ghế thứ ba là mình đã để dưới đây rồi. Còn mình bấm này thì nó sẽ trở lại. Bấm thì ghế nó dùng xuống thôi. À, ok. Còn không thì mình kéo xuống mình để đồ thôi. À. Còn trong mấy cái này là cái gì anh? Cái đồ đựng đồ thôi chứ không có gì. À, nó cũng nhiều cái mà để mình đựng đồ quá. Lòng gọn quá ha. Ừ, nó làm gọn. Thì cả nhà thấy đây là xe của anh Thắng ha, mới vừa mua khoảng một tháng nay, thì hôm nay vô người ta kêu vô để lấy cái bảng số xe, thì người ta muốn gắn luôn, nhiều ảnh nói thôi để về chạy thêm một vài ngày nữa rồi ảnh gắn sau đó. Thì tình cờ gặp ảnh ở đây. Cái xe đầu thì cái niệm nó màu trắng hả? Cái xe trước đầu trước cái đời trước cái này thì nó màu trắng. À, cái đời 2022 đó không là sao? Cũng là 23 nhưng mà cái loại mà basic ấy thì nó... À, basic là hai màu trắng, còn cái này là loại tốt hơn, màu đen. Màu đen. À, à bây giờ nó khác luôn. Với lại nó có cái này nữa. À, nó khác cái đó. Cái này để lại gì, nó làm đẹp hay nó có cái gì làm không? Cho nó sport lại, cho nó sport xe. À. Wow. Wow, nhìn đẹp quá. Cái logo là mình gắn thêm vô, nó có mở cửa thì nó hiện xuống dưới đất, tại ban ngày quá nó không có thấy nên mình wow, cái này là hại á, nếu ban đêm nhìn đẹp lắm á. Yeah, thì cả nhà đương thấy là trên tay ảnh, tại ban ngày nó hiện xe cái hiệu xe Lexus đó, thì nó gạch thay bốn cái bóng đèn này không có như 21 đồng thôi. À, mình giật ra mình thay vô thôi. Đó là dưới này mình thay vô thêm, thay mấy cái đèn trắng ở dưới. Đẹp hơn. Ok, tối mới thấy rõ đúng không? Đúng rồi, ban ngày mình không thấy được. À, ban ngày không thấy được. Đó, mình kéo cửa thì cái logo nó hiện xuống dưới đất. Wow. Đẹp á, tối này bảo đảm là rất là đẹp khi mở cửa ra. Tối thì đẹp luôn đó. Tối đẹp lắm. À, tối nó hiện xuống rất là đẹp. Thì đúng rồi, đây nó có hết. Rồi, anh để thử. Đó thì cả nhà, nếu mà buổi tối nó nhìn rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Wow. Đó, thì đương mở máy thì cả nhà đương. Wow. Nhớ chia lại tiền cho ta đó. Sau. Đó thì cả nhà đương thấy toàn quay rõ cái tắp lô ở của chiếc xe Lexus này nha cả nhà. Đó. Wow. Đó, thì nghe nhà đương thấy à. Đó. Sáng là cái này đằng đèn ban ngày phải không? Ừ, tại vì cái này nó ánh sáng nó chiếu vô là cái này nó tắt. À, cái này là tối ô tô thì nó mới sáng, còn bây giờ nó chỉ có cái đèn daylight thôi, cái đèn nó mới sáng. Đẹp ha. Wow. Chói mắt, bây giờ có mở lên nó không lên. À, nó không lên tại sensor trời còn sáng quá nó không lên. Tối nó sáng ghê lắm. Nó để dành tiền. Tối nó sáng dữ lắm. Đó thì cả nhà, ảnh mở đèn lên cho cả nhà xem. Đẹp quá. À. Đẹp quá cả nhà. Đó. Rồi đèn phốt lại dưới nữa nha cả nhà. Wow.
Wow. Rồi xin nhan. Xin nhan, bật đèn xin nhan. Wow. Đẹp quá. Ok anh. Rồi. Đã không anh? Mấy cái bài đồ nó láng á. Quá đã. Cái dáng siêu kịch nó tới 16 coi luôn ghê thiệt. Cái cửa nè. Sao? Nè em mở ra em coi là không biết. Dặn cái gì? Cái dáng cái siêu kịch á. Chúng ta đã tặng được nha. Lát sớt là làm cái nhạc không ạ? À. Cái này là quanh hướng đó mà xem là Oh.